mà mình chỉ che khuyết điểm ở những vùng mà có khuyết điểm thôi, và những vùng kia vẫn phải sử dụng cái kem nền mỏng để cái lớp nền của người ta lúc nào cũng phải mỏng, tạo cảm giác nền lúc nào cũng phải mỏng và căng mọng. Ok, xong rồi nha, hết sạch nám luôn đúng không, mà nền vẫn rất là căng mọng mịn chắc nền.